poner ahí. Bola rít nhé. Bola rít. Phòng về Duyên Hải Việt Nam. Trong tâm trí sao đâu ơi. Hôm rừng bị nặng đâu phải không? Không phải nặng đâu, vì thứ hai là khi mình đưa lên cái một cái động cơ mà cái sàn gỗ mà elevator băng lên được, không hiểu cái này. Rồi. Hôm nay chưa phải lên cho đẹp nha. Làm đẹp rồi mà lên chỗ đẹp nữa là quá tuyệt vời. Lên chỗ được ấy. Dạ. Còn nếu mà lên được là lên Hồ Thủy Tiên bay đó. Đẹp rồi đó, lên đẹp rồi đó, quá ngon. Bay hơi nhánh ạ, hơi vừa vừa thôi. Hơi nặng đông thôi. Hả? Có cái nhìn đó. Hơi nặng đông. Rồi xuống đó. Từ từ xuống từ từ thử. Lên hẳn vẫn đẹp nữa. Không phải nặng đông rồi chứ. À, tăng chỉnh lâu bị sức. Tăng lên. Có lên. Thiệt nhiều nữa. Hả? Thiệt nhiều nữa. Vẫn nặng. Vẫn thấy cảm giác nặng. Phải cho xuống rồi này. Xuống rồi này. Ừ, ông đưa ra chứ. Rồi. Trong bù ông không ấy. Bố rồi, bố rồi. Bố chưa? Bên nào đây nghe. Dạ. Cao quá. Ừ. Đây cũng đó bí nè. Xuống. Con nàng đang lên, lên, lên cao cao chú. Bạc xuống đi. Còn nặng đâu không? Vừa chưa? Nặng đâu à? Không cho ấy lại đi. Cho ấy lấy vào to lên đi. Để cho to lên nghe. Cho pin lui nhiều rồi chứ. Để ta chạy lên và tỏ em về đi.
được hả? Răng nữa. Anh bầu. Tặng anh bầu. Tặng anh đó. Thôi, ông cho rủ ga mạnh lên. Ở Ba Hà luôn. Bực bội đi vô thì mừng ngay. Có chân trụng bộ cũng nghe. Mạnh thì ga đi, mạnh ga thì nữa ơi. Mạnh ga thì nữa. Mạnh ga.